Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn đã có buổi kiểm tra thực tế tại sân vận động Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh. Hiện sân vận động đang được phủ mặt cỏ nhân tạo, các hạng mục khán đài, phòng thay đồ cầu thủ, phòng họp kỹ thuật khá hoàn thiện. Tuy nhiên, một số hạng mục hạ tầng, trang thiết bị khác tại sân chưa đáp ứng được yêu cầu thi đấu chuyên nghiệp. Đối với sân vận động thành phố Từ Sơn, với diện tích sử dụng là 4,4 ha, bao gồm các hạng mục, sân thi đấu, khán đài, đường chạy, hệ thống thoát nước và công trình phụ trợ. Trong đó, sân vận động được thiết kế thi công theo tiêu chuẩn quốc tế thi đấu 11 người, dài 105m, rộng 68m. Đến nay, các hạng mục công trình đã cơ bản hoàn thành. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, để sẵn sàng ra mắt đội bóng của Bắc Ninh cũng như phục vụ giải bóng đá hạng nhì quốc gia diễn ra vào tháng 3 năm 2024, trong đó sân vận động thành phố Từ Sơn là địa điểm thi đấu chính, kết hợp với sân vận động Suối Hoa diễn ra các trận đấu của giải. Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì mời chuyên gia của Liên đoàn bóng đá Việt Nam về đánh giá, tư vấn các điều kiện cơ sở vật chất đối với hai sân vận động để tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp. Đối với dự án sân vận động thành phố Từ Sơn, đề nghị nhà đầu tư từ nay đến ngày 5 tháng 2 hoàn thành nội dung cơ bản những hạng mục trong dự án, phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy nghiệm thu đảm bảo đúng quy định. Sau hoàn tất thủ tục bàn giao, Ủy ban Nhân dân thành phố Từ Sơn phối hợp với sở ngành liên quan và Công ty Cổ phần Bóng đá Bắc Ninh hoàn thiện quy trình bổ sung thêm một số hạng mục cần thiết phục vụ giải, trong đó quan tâm đầu tư hạng mục lối ra vào, hệ thống chiếu sáng cảnh quan khu vực sân vận động. Đối với sân vận động Suối Hoa, chậm nhất đến ngày 5 tháng 2, đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty Phú Thịnh bàn giao từng hạng mục và các điều kiện khác để phục vụ thi đấu. Sau bàn giao, rà soát phối hợp với nhà đầu tư để nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, đảm bảo sân vận động vận hành an toàn ổn định, đáp ứng yêu cầu thưởng thức bóng đá của nhân dân.